Làm việc như này à? Doanh thu giảm thảm hại. Tôi cho cậu một tháng để giải quyết việc này. Nếu không ổn thì cậu tự phải biết mình phải làm gì đấy. Trình độ yếu kém mà còn làm sếp. Nếu phải lựa chọn, bạn sẽ chọn bạn bè hay công việc? Tôi là Hoàng, một trưởng phòng kinh doanh. Như bao nhiêu nhân viên công sở khác, một ngày của tôi chỉ đâm đầu vào công việc với một đống hồ sơ cần giải quyết. Xong. Nhưng tôi có một niềm vui riêng cho mình, đó chính là... Ê mấy ông bạc, hôm nay tôi xong việc muộn quá, sao đến team mình đánh chưa? Ôi giời, hôm nào ông trả lên muộn, đang ở công ty à? Vừa tí thua một trận, 4-5, thỏ vãi. Thôi mà, anh Hoàng bận việc mà. Phạt 1 lít thôi là được, ngày mai phải không bà? Ê tôi bảo, đúng ngày này một tháng nữa là sinh nhật tôi đấy. Bọn mình làm gì ra trò tính đi. Kệ ông. Ôi, thế thì ông Hoàng phải làm nữa ra trò đấy nhá. Làm gì làm, tôi còn mới có 20 cái đấy. À, hay là hôm đó bọn mình ra quán kia bọn mình hay uống để tổ chức cho anh Hoàng đi mọi người. Được đó Linh. Nhưng mọi chuyện không bao giờ chảy đầy hoa hồng, nhất là trong công việc. Sếp, làm việc như này à? Doanh thu giảm thảm hại, cậu định như nào đây? Tôi cho cậu một tháng để giải quyết việc này. Nếu không ổn thì cậu tự phải biết mình phải làm gì đấy. Quả này ông Hoàng bị đuổi việc chắc. Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc con giúp anh. Còn mọi việc cứ để anh lo. Ê, các ông bà ơi, hôm nay có đánh boss không? Đánh đấm cái gì? Nóng bỏ mẹ. Hay ra quán bia là mấy cốc bia cho mát đi. Được đấy. Uống bia rồi nó đỡ tốn kém. Nhưng anh Hoàng online mà không trả lời mọi người nhỉ? Hoàng ơi! Ông Hoàng đâu rồi? Anh Hoàng ơi, ông Hoàng ơi, đâu rồi? Xin lỗi, tôi bận rồi. Ơ, sao đấy? Mọi thứ cứ theo vòng luẩn quẩn. Tôi đâm đầu vào làm việc và quên đi những người bạn của mình. Mấy ngày rồi, chả thấy thằng Hoàng đâu. Nó bỏ bạn bè rồi còn đâu, hỏi làm gì? Mẹ nó đi mẹ ông ơi. Chắc là anh ấy bận thua mọi người ạ. Những ngày trôi qua, tôi như một con thiêu thân lao vào công việc. Lúc nào cũng chỉ biết số má với đống giấy tờ. Nhưng kết quả thì... Một tháng rồi mà sao doanh thu vẫn lại tè thế hả Hoàng? Cậu có thực sự làm việc không đấy? Xem đống tài liệu này rồi nhìn lại bản thân mình đi. Trình độ yếu kém, trình độ yếu kém. Alo. Anh chưa về à? Hôm nay sinh nhật anh đấy. Ừ, anh biết rồi. Hôm nay anh về muộn. Đúng ngày này một tháng nữa là sinh nhật tôi đấy. Bọn mình làm gì ra trò tí đi. Thank you.
Một tháng vừa rồi, tôi lơ đi tất cả những tin nhắn của mọi người, không để ý sự quan tâm của anh em. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Em, mọi người, hello. Mọi người vẫn nhớ đến tôi sao? Làm gì mà ngượng ngùng thế không bạn? Ở đây ai cũng biết thời gian qua ông gặp nhiều khó khăn trong công việc. Thế nên chả ai trách ông làm gì đâu. À, tôi chỉ muốn nói khi gặp những khó khăn gì nên nhớ vẫn có những người anh em ở bên cạnh. Mà thôi vui lên nhá, anh em vẫn luôn ở đây chờ ông đấy. Vui lên buồn làm cái gì? Đi ra đi ra đi ra. Gì? Ê, tao bảo này. Mày vợ đâu kìa? Ô nhà rồi nhà. Ngày hôm nay là sinh nhật của ông. Bọn tôi với cả vợ ông chuẩn bị cho ông hơi bị mệt đấy nhá. Ông có biết không ạ? Ok ạ, vào đây nhanh lên. Chưa có gì này. Này, lâu không gặp phong độ đấy. Chị ơi, vào đây. Ơ, vào đây em. Đấy, chị chú. Không hiểu gì nữa. Này, nhìn cái gì mà nhìn, thổi đi. Này, lo mà thổi lên đi. Mỗi đứa góp 50.000 đấy, thổi đi. Thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi. Cảm ơn mọi người ạ. Thưởng nha. Khi thành công, bạn bè biết đến chúng ta. Khi khó khăn, chúng ta biết được những người bạn của mình. Và sau những sóng gió đã trải qua, chúng ta nhận ra một điều. Công việc có thể rất quý giá, nhưng những người bạn mới là vô giá. Mãi mãi là anh em.